Và quý vị thân mến, để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một thí sinh vô cùng đặc biệt, tốt nghiệp chuyên ngành nhạc cụ dân tộc, chơi thành thạo 6 loại nhạc cụ, nhưng Vũ Tuấn Hùng lại có một niềm đam mê cháy bỏng với ca hát. Và đến với Talent Star 2015 ngày hôm nay, Tuấn Hùng mong muốn được thử thách chính bản thân mình và đem tiếng hát của mình đến với tất cả mọi người. Và ngay bây giờ, chàng trai đa tài này sẽ xuất hiện trên sân khấu cùng với một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hà An, ca khúc Con Cò. Oh,
đàn cô bước lên và anh về phía mặt trời. Cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô ơi. Và Tuấn Hùng này, anh Ngọc được biết là Tuấn Hùng có khả năng chơi đến tận 6 loại nhạc cụ. Vậy bạn có thể chia sẻ cho anh Ngọc cũng như là các khán giả ở đây được biết là bạn có thể chơi những nhạc cụ nào không? Vâng, 6 loại nhạc cụ mà em thường chơi đó là guitar, trống, ca dông, beatbox, sáo, sáo trúc, sáo flute, và piano, 6 loại. Wow! Quả là một chàng trai đa tài đúng không nào? Và không biết là Hùng có muốn biểu diễn thêm một chút cho mọi người được nghe thêm một chút về tài beatbox của mình được không? Quý vị khán giả có sẵn lòng nghe Hùng biểu diễn thêm một đoạn được không ạ? Rồi, xin mời. Everyone the DJ, bro, ladies and gentlemen, people come with the set and know to take me in jail tonight. One, two, three. Rất tuyệt vời, cảm ơn Hùng rất nhiều. Cảm ơn bạn vì những màn trình diễn vô cùng tuyệt vời và độc đáo vừa rồi. Cảm ơn Hùng và chúc bạn sẽ thành công trong cuộc thi lần này. Chúc mừng Hùng.